Hello, xin chào các tất cả các cô chú anh chị đã đến với kênh Dạng Vlog. Thì hôm nay Dạng đi bẫy cua đất. Buổi chiều hôm nay mệt quá các cô chú anh chị ơi, nắng quá trời nắng này. Lúc ở bên kia kìa, lúc cái hàng cây bên kia kìa, mình vác lưới mình lội qua đây. Trương Hùng với thằng bạn chổi quýnh ở bên kia. Bắt mình gì lớn nhất mình lội qua đây mệt quá. Giờ càng ngày càng lớn tuổi các cô chú anh chị ơi. Vác cái lưới qua tới đây thở cũng không nổi luôn nha. Nói chung là các cô chú anh chị cũng thương tình cho Dạng. Cho Dạng xin một đăng ký kênh, một like và một lượt chia sẻ các cô chú anh chị. Vì mưu sinh thôi, cuộc sống là mưu sinh thôi các cô chú anh chị ơi. Chén cơm manh áo thôi. Đây thì dạng dạng quýnh hai hai anh em nó quýnh cái bầy cu ở bên kia. Dạng qua đây dạng quýnh cu giạt để chiều dạng trải lưới rồi để chiều Trương Hùng với chổi quýnh ở bên kia nó có bay cái giạt về đây không mình dạng quýnh nha. Chứ vô rồi dạng không thấy con nào hết, dạng thấy chét nó cũng khô khô nè. Thì thôi dạng trải lưới đại luôn. Thì đầu video dạng cũng xin chúc sức khỏe các cô chú anh chị, các anh em trên mọi miền đất nước được dồi dào sức khỏe nha. Đó hai thằng quýnh bên kia bầy cu đông lắm, để chiều dạng quay thành quả cho các cô chú anh chị xem. Thì bây giờ dạng trải lưới ở đây đón thôi chứ chưa có biết có cu không, thì cho hai thằng huynh đệ nó trải bên kia là ngon rồi. Mình hy vọng là chiều nay hai huynh đệ kia trúng thôi. Thôi chừng nào dạng quýnh dạng quay cho các cô chú anh chị xem nha. Chúc các cô chú anh chị xem video vui vẻ. Chết con các cô chú anh chị ơi, sảy cu sảy rồi sao ngoài lưới quá các cô chú anh chị ơi. Hai con mà rớt ngoài hết, con cu sảy rồi, cu sảy rớt ngoài thế kịch nó uổng. Đây đây em tơ các cô chú anh chị ơi, em tơ đẹp quá, trắng tư trắng như bông bưởi vậy. Bây giờ do lông mấy dãy à,
Vô lòng mới dậy, em là trắng tư. Cù sậy nó rớt ngoài lưới nha các cô chú anh chị. Tức ghê ạ. Rớt ngay chỗ dây chăn, dây cái nọc luôn. Rớt ngay chăn cái đầu này luôn nha các cô chú anh chị. Tưởng đâu vô lưới rồi. Quýnh sậy tốt, con cu đó ổn ghê. Bay qua bên Trương Hùng với bên bay qua bên Trương Hùng với chổi rồi nghe các cô chú anh chị. Bạn chổi rồi, chiều nay nó có dính thì mình quay cho các cô chú anh chị xem. Thôi tiếp tục nghe các cô chú anh chị ơi. Quấn rất chua anh chị ơi, quả nó kêu. Wow, quái quá. Phê. Các chú anh chị ơi. Đây. Em tơ nữa nghe các cô chú anh chị. Cái giường này có con cọc tơ bắt luôn à. Cặp đúng cặp nó luôn. Cặp cô tơ nha. Đó, cô tơ này đẹp. Hai con trắng bóc à. Đúng là cặp chim này đẹp thiệt các cô chú anh chị ơi. Cặp chim tơ này quá đẹp nha, chân lùng tè nè, chim tơ mà cái chung chà bá lùng tè, cu này đẹp, cu này trống nè, còn nãy không biết mái trống nữa. Tiếp tục các cô chú anh chị ơi, mệt quá đi xa quá quýnh lội ngán.
các cô chú anh chị ơi. Con này bự nha. Bữa nay ngồi hơi xa nha các cô chú anh chị. Ngồi xa quá quay không được rõ, mong các cô chú anh chị thông cảm. Cái dạng dạng lội mệt quá, lúng quá. Các cô chú anh chị, đây nè coi coi, các cô chú anh chị xem coi. Đó quy nè nha, quy ngặt lắm, quy sắp hàng hàng luôn nè. À, hàng hàng quy nè. Không trọng 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 nhau không à. Con cu này ngặt cu lắm nha. Cu này cái phé miệng của nó lúc ở trong luôn nè. À, phé miệng gần tới mắt luôn nha. Đó nè. Phé miệng sâu. Cu này đẹp. Chân này các cô chú anh chị. Đó. Nói chung là con này cũng ok rồi. Con này nãy giờ con này chắc cha mấy con kia quá. Còn đẹp, con này đẹp nha. Thôi tiếp tục các cô chú anh chị ơi. Con này nè, búng gì luôn. Đẹp nha.
dư cái đường máy cắt chạy đuối giò luôn nha các cô chú anh chị. Nay vậy ngồi khoảng 30 mét, ngồi khoảng 30 mét nha, quay cũng không được rõ mấy nữa. Đây, một em chim này hồi nãy mình tưởng nó con chim sảy nha các cô chú anh chị, mà cuối cùng không phải con chim sảy, con chim này nó thay lông thôi. Đây, con chim này thay lông thôi, không phải là con chim sảy nha. À, nhìn nó nè, chân cẳng của nó nè, chim này thay lông thôi, không phải chim sảy. Hồi nãy là mình tưởng chim sảy, mình quánh nó vậy, mình quánh nãy nó bay vậy mà nó còn quay trở lại nữa nha các cô chú anh chị. Quay trở lại nữa, trong bụng được mấy hột lúa rồi, quay trở lại nữa nha, quay trở lại thì về đội của dạng luôn nha. Rồi tiếp tục các cô chú anh chị ơi. Thôi cái máy dạng cũng còn pin ít quá nha các cô chú anh chị, để dạng giữ lại để dạng quay thành quả cho các cô chú anh chị xem nha. Giờ cũng 3 giờ rồi, nắng quá trời nắng, nãy dạng bị chuột rút một cái nha các cô chú anh chị, lội dưới nước này nè, lội xa quá nước nó lúng á, rồi dạng bị chuột rút một cái nè, giờ đau đau. Thôi vậy chiều dạng quay thành quả cho các cô chú anh chị xem. Thế giờ máy dạng pin nó yếu quá rồi, vậy đi nghe các cô chú anh chị ơi, thông cảm cho dạng nha. Thành quả của dạng đây, dạng ở bên này dạng được 8 chú nha. Nè, có một em coi nè, đó mấy em nè, đã không à. Đó các cô chú anh chị ơi, nè, con này là hao đó, đã chưa. Đây 8 con, dạng được 8 con nha các cô chú anh chị. Để coi hai huynh đệ ở bển sao đây, hai huynh đệ ở bển coi nó nhiều hết. Đây là dạng bây giờ dạng phải lội, dạng phải lội băng qua đó, băng qua cái con kinh đó rồi mới băng về, băng về trên kia nữa nha các cô chú anh chị, mới tới xe nha. Hai huynh đệ nó còn trẻ mà nó không chịu lội. Nó ngán sình, nó không lội quá, nó vô nó dành, nó chảy bên kia hết trơn à. Hai thằng nó đòi chảy bên kia không à, còn nó thấy cho thằng già này qua bên này, già này lội bị chuột rút luôn nha, lội nãy dạng lội chỗ này nè, bị chuột rút luôn nè, chỗ cái dũng sâu này nè, đi ra bắt cu á, dạng lội sao bị chuột rút luôn, nước không à, đó hên sao mà bên đó đó, bên đó nó dạt qua đây, dạng bắt được 8 con à, cũng hên rồi, thôi mặt trời cũng xuống rồi nè các cô chú anh chị, thôi dạng giờ dạng đi về thôi. Dạng giờ băng qua đó mệt lắm, để qua bên đó quay cho các cô chú anh chị xem thành quả của hai em nó được bao nhiêu nha. Giờ mình qua tới để chổi rồi nha. Đó, cuốn lưới rồi nè, cuốn lưới rồi, đúng không? Đó, cuốn lưới đó, lưới cuốn y như là lưới cái gì không hiểu luôn. Đó, ngoài kiểu là, đó kìa, cuốn mới mà, cuốn kiểu mới đó các cô chú anh chị. Đó, thấy không? Túm lại đẳng là quấn như lưới cá mẹ, nó màu hơn cuốn gì lâu quá. Rối gì rối. Mấy con có con nào đẹp không? Kìa còn cu bay ra nữa kìa. Đó. Măng thẳng như chảnh luôn đó. Chạy không hả? 3 giờ mấy cuốn nó ra. Đây con này khá quá nè các cô chú anh chị ơi, có hai con khá quá, hai con khá cù lắm nha. Đó, phải chống hồng nguyên này, coi lại kỹ lại, khám siêu âm nó rồi phải chống máy mới biết nha các cô chú anh chị. Phải siêu âm mới được. Rồi, mình được 8, ở đây 5, rồi là 13 con nha các cô chú anh chị ơi. Rồi hùng không có con nào hết trơn á. Giờ hai cái xảy hết trơn à. Giờ hai cái bay tuốt hết à. Rồi mình giờ xin gặp lại các cô chú anh chị video tiếp theo nha. Chiều rồi, tối rồi, đói bụng rồi, bye bye.
Hẹn gặp lại các cô chú anh chị.